Viện sử toán thư xin được kính chào quý vị. Thưa quý vị, nhắc đến lịch sử gây dựng cơ nghiệp của các chúa nhà Nguyễn, có một nhân vật mà hậu thế không thể bỏ qua, đó là vị chúa tài giỏi Nguyễn Phúc Tần, hay còn được gọi là chúa Hiền. Ông là vị chúa Nguyễn thứ tư của chính quyền đằng trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi từ năm 1648 đến năm 1687, tổng cộng được 40 năm. Dưới thời của vị chúa Nguyễn này, chiến tranh chấm dứt, bờ cõi đằng trong được mở mang, củng cố, người dân yêu mến ông. Ông còn nổi tiếng với trận hải chiến lịch sử năm 1644. Những thông tin về Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần sẽ được Viện sử toán thư gửi đến quý vị qua video ngay sau đây. Trước đó, nếu lần đầu theo dõi video trên kênh của chúng tôi, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage Viện sử toán thư. Những nét chính trong cuộc đời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần. Chúa Nguyễn Phúc Tần sinh năm 1620, là con thứ của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan. Năm 1648, Nguyễn Phúc Tần tham gia vào cuộc chiến thứ tư với họ Trịnh cùng cha. Nhưng khi thắng trận trở về thì cũng là lúc Chúa Thượng qua đời. Nguyễn Phúc Tần lên thay, trở thành vị chúa thứ tư của chính quyền Đàng Trong, được người dân gọi là Chúa Hiền. Chúa Hiền trị vì từ năm 1648 đến năm 1687, tổng cộng 40 năm. Vừa lên ngôi, ông đã lo sắm sửa, chuẩn bị lực lượng để tấn công Sa Bắc. Đến năm 1655, nhân có tin báo của Trấn Thủ Dinh Bố Chính về việc tướng họ Trịnh ở châu Bắc Bố Chính đem quân sang đánh cướp Nam Bố Chính. Chúa Hiền quyết định cử binh Sa Bắc đánh nhau với quân Trịnh. Đây là cuộc chiến lâu nhất trong nội chiến Trịnh Nguyễn, kéo dài 5 năm và do quân Nguyễn chủ động tấn công. Đến năm 1661, Trịnh Tạc đem vua Lê Thần Tông và đại binh vào đánh quân của chúa Nguyễn, mở ra cuộc chiến lần thứ 5. Nhưng chỉ sau một năm, họ Trịnh phải rút quân. Đến năm 1672, họ Trịnh lại rước vua Lê Gia Tông và đem mấy chục nghìn quân vào đóng ở đất Bắc Bố Chính để đánh nhau với quân Nguyễn. Trận này, hai bên giằng co, đến cuối năm, quân Trịnh rút về. Cử người đóng đồn ở các đường trọng yếu châu Bắc Bố Chính, lấy sông Danh làm giới tuyến, từ đó Nam Bắc nghi binh, chấm dứt việc chiến tranh. Chiến tranh Trịnh Nguyễn bề ngoài dường như không phân thắng bại vì cuối cùng hai tập đoàn phong kiến đã phải lấy sông Danh làm giới tuyến, phân chia thành đàng trong và đàng ngoài. Nhưng theo lịch sử Việt Nam, nếu đi sâu vào thực chất thì họ Trịnh thất bại vì đã không thôn tính được đàng trong. Cuộc chiến này đã gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân cả nước. Nó làm kiệt quệ sức người, sức của, tàn phá nhiều đồng ruộng xóm làng, giết hại nhiều người dân vô tội, kéo cả nước vào cuộc chiến tranh đẫm máu tương tàn để rồi phân chia đất nước thành hai, gây ngăn cách cho nhân dân hai miền suốt nhiều năm. Chúa Nguyễn Phúc Tần và trận hải chiến lịch sử năm 1644. Sách Đại Nam liệt truyện chép, một hôm Hy Tông, tức chúa Nguyễn Phúc Nguyên, ngự giá tới Quảng Nam, đi theo tháp tùng hộ giá có Nguyễn Phúc Lan, bây giờ đang là thế tử, về sau lên ngôi nối nghiệp của chúa, tức chúa Thượng. Vào một đêm trăng sáng, Nguyễn Phúc Lan đi chơi thuyền trên sông, ghé vào bãi Điện Châu để câu cá, nghe tiếng hát của một người con gái đang hái dâu trên bãi sông. Động lòng, mới cho người tới hỏi thì được biết người con gái đó họ Đoàn. Phúc Lan bàn đem nàng về hầu ở tiệm để. Cô gái đó đức hạnh ít ai bằng. Về sau, khi Phúc Lan lên ngôi chúa, nàng xin cho ông một con trai, sau này chính là Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần. Nối nghiệp chúa từ năm Mậu Tý năm 1648, nhưng khi còn là thế tử, mang tước là Dũng Lễ Hầu, Nguyễn Phúc Tần đã có một chiến công vô cùng hiển hách. Năm 1644, theo yêu cầu của chúa Trịnh, chiến thuyền người Ô Lan, Hà Lan đã xâm phạm cảng cửa eo Thuận An của nước ta. Đoàn thuyền của họ được chia làm hai cánh. Một cánh gồm ba chiến thuyền có tên là Quaking Double, Canvas và Merman do Essex David chỉ huy. Cánh này tiến thẳng ra đàng ngoài để cùng đi với chúa Trịnh. Cánh thứ hai gồm ba chiếc Waters, Waterhouse và Vought do Bay chỉ huy. Ngày 3 tháng 6 năm 1644, cả hai đoàn chiến thuyền rời Batavia, theo gió nồm tiến đến bờ biển nước ta. Trịnh Tráng đem đại đội binh mã 10.000 người
rước vua Lê đi cùng với Isaac David vào. Cả hai đoàn quân giao ước hội quân ở sông Danh. Khi đoàn thuyền của Bay trên đường đến điểm hẹn thì tại Phú Xuân, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan được tin cấp báo, sách Đại Nam thuộc lục chép. Bây giờ giặc Ô Lan đậu thuyền ngoài biển, cướp bóc lái buôn, quân tuần biển báo tin, Chúa đương bàn kế đánh dẹp, Thế tử tức Nguyễn Phúc Tần. Tức thì mật báo với Chương Cơ Tôn Thất Trung, con thứ tư của Hy Tông, ước đưa thủy quân ra đánh. Trung lấy cớ chưa bẩm mệnh, ngần ngại chưa quyết, Thế tử tự đốc xuất chuyến thuyền của mình tiến thẳng ra biển. Trung bắt đắc dĩ cũng đốc xuất binh thuyền đi theo. Đến cửa biển thì thuyền của Thế tử đã đi ra ngoài khơi. Trung lấy cờ vẫy lại nhưng Thế tử không quay lại. Trung bèn dục binh thuyền tiến theo. Chiếc thuyền trước sau lướt nhanh như bay, giặc trông thấy thất kinh hoảng sợ. Đó là ngày 7 tháng 7 năm 1644, đoàn thủy binh do Thế tử Nguyễn Phúc Tần cầm đầu, tiến thẳng ra biển Đông, vây đánh đoàn thuyền Hà Lan do Bay chỉ huy. Khi đối đầu với thủy binh của ta, đoàn Hà Lan quá hoảng sợ, chống cự không nổi, phải bỏ chạy ra khơi. Trong tình thế hoảng loạn, quân địch tự phóng lửa đốt cháy tàu Quidens, tướng Bách chết theo tàu. Binh lính trên tàu sống sót chìm xuống biển, bị quân Nguyễn vớt lên và tiêu diệt. Từ xa, các chiến thuyền khác của Hà Lan thấy chiến thuyền của Phúc Tần nổ súng vang trời, không dám tiến lên đến sông Danh nữa. Chúng chạy ra trốn ở đảo Tây Sa. Cũng theo Đại Nam Thực Lục, khi hay tin Nguyễn Phúc Tần ra biển một mình, Chúa Thượng rất lo lắng, liền tự mình đốc xuất binh thuyền đi tiếp ứng. Vừa đến cửa biển, từ xa trông thấy khói đen bốc cao mù mịt. Chúa ra lệnh cho thủy binh ta tiến lên tiếp ứng. Đến khi được tin quân ta thắng trận, Chúa mừng lắm, kéo quân về Hải Đình để chờ đợi. Khi Nguyễn Phúc Tần đến bái yết, Chúa trách làm Thế tử sao không thận trọng giữ mình. Chúa còn trách Tôn Thất Trung về tội không bẩm mệnh. Trung cúi đầu tạ tội, sau đó đã hết lời khen ngợi Thế tử. Chúa Thượng cười và nói, trước kia tiên quân ta đã từng đánh phá giặc biển, nay quân ta cũng lại như thế, ta không lo gì nữa. Nói xong, Chúa trọng thượng Thế tử và đoàn thủy binh rất hậu. Trong thời gian kế nghiệp của Chúa, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần được coi là người rất chăm chỉ chính sự, biết trọng người tài, xa rời nữ sắc. Dưới thời Chúa, vào năm 1656, Nguyễn Hữu Giật và Nguyễn Hữu Tiến đã kéo quân ra đánh Trịnh, tạm chiếm được 7 huyện ở Nghệ An, sau đó mới rút về. Và kể từ đó, chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài từ lâu đã được chấm dứt. Năm Quý Tỵ 1653, vua nước Chiêm Thành mang quân sang đánh Phú Yên. Chúa sai quân đi đánh dẹp, đổi vùng đất từ Phan Rang trở ra thành Thái Ninh Phủ và đặt dinh Thái Khang để coi việc cai trị. Năm Kỷ Mùi 1659, Dương Ngạn Địch là một tướng cũ của Triều Minh, bất phục nhà Thanh cùng với Trần Nhượng Xuyên, đem hơn 3.000 quân vào đóng tại cửa bể Tư Dung xin thuần phục. Chúa bèn phong cho họ quan chức, rồi cho vào khai hoang vùng Đông Phố, Gia Định, Lộc Giả, Đồng Nai và Mỹ Tho. Cùng với số di dân từ miền Trung vào miền Bắc, họ đã lập nên phố xá đông đúc ở các vùng đất mới. Nhân dân trong vùng có sự giao lưu thương mại với thuyền buôn của nhà Thanh, các nước phương Tây và Nhật Bản. Cùng trong thời gian Hiền Vương trị vì, nhiều vùng đất mới được mở mang, các kênh Trung Đan, Mai Xá được khơi đào, bờ cõi vô sự, thóc lúa được mùa, Chúa thực hiện chính sách bớt lao dịch, giảm thuế khóa. Nguyễn Phúc Tần là người có tình cảm sâu nặng, sách Nam Triều Công Nghiệp diễn chí chép. Từ khi Thái Phu Nhân Chu Thị qua đời, Hiền Vương buồn rầu thương tiếc, mắt lệ ít khi khô, bữa ăn thường bỏ dở, đêm nằm vẫn đặt chung đôi gối như khi Thái Phu Nhân còn sống. Các mỹ nhân trong cung không mấy khi được gần. Và trong suốt thời gian trị vì của mình, Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã có những chính sách điều hành đàng trong, mang đến những biến chuyển lớn với một nửa của đất nước và đời sống nhân dân. Đó là những thông tin được Viện Sử Toán Thư gửi đến ở phần sau của video. Về mặt quân sự, tháng 3 năm 1653, Chúa Hiền cho mở một cuộc duyệt binh lớn ở xã An Cựu, xét khí giới cùng sắc để định thưởng phạt. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, lực lượng thủy binh đàn trong thời Chúa Nguyễn Phúc Tần có khoảng 22.740 quân, bao gồm cơ trung hầu 10 thuyền, 300 người, nội bộ 60 đội thuyền, hơn 3.280 người,
Hai cơ tá Trung và Hữu Trung, mỗi cơ 16 thuyền, đều hơn 700 người. Nội thủy 58 thuyền, 6.410 người. Cơ tá Trung Kiên 12 thuyền, 600 người. Cơ Hữu Trung Kiên 10 thuyền, 500 người. Hai cơ tá Trung Bộ và Hữu Trung Bộ, mỗi cơ 10 thuyền, đều 450 người. Cơ Tiền Trung Bộ 12 đội, mỗi đội 5 thuyền, cộng 2.700 người. Bốn cơ tả giật, hữu giật, tiền giật, hậu giật, mỗi cơ 5 thuyền, cộng hơn 1.100 người. Bốn đội tiền thủy, hậu thủy, tả thủy, hữu thủy, mỗi đội 5 thuyền, đều hơn 500 người. Tám cơ tả nội bộ, hữu nội bộ, tiền nội bộ, hậu nội bộ, tả súng, hữu súng, tiền súng, hậu súng, mỗi cơ 6 thuyền, cộng 2.100 người. Tinh tả bộ 10 thuyền, cộng hơn 450 người. Bốn đội tiền bính, hậu bính, tả bính, hữu bính, mỗi đội 4 thuyền, đều hơn 200 người. Cơ tả thủy 5 thuyền, hơn 200 người. Về mặt thi cử, năm 1674, chúa Nguyễn mở khoa thi gọi là thi chính đồ và thi hoa văn. Thi chính đồ chia ra làm 3 kỳ. Kỳ đệ nhất thi tứ lục, kỳ đệ nhị thi thơ phú, kỳ đệ tam thi văn sách. Thi hoa văn thì cũng phải 3 ngày, mỗi ngày chỉ phải làm một bài thơ mà thôi. Ai đậu thì sẽ được bố vào làm việc ở Tam Ti. Quan tri phủ tri huyện làm sơ khảo, quan cai bạ, ký lục, vệ úy làm giám khảo. Những quyền đậu thì chia ra làm 3 hạng. Hạng thứ nhất gọi là giám sinh, được bổ ra làm tri phủ tri huyện. Hạng thứ nhì gọi là sinh đồ, được bổ làm huấn đạo. Hạng thứ ba cũng gọi là sinh đồ, được bố làm lễ sinh hoặc làm nhiêu học. Vũ Thị Thừa, có người con gái là con hát, quê Nghệ An, nhan sắc xinh đẹp, tên là Thị Thừa, được lấy vào cung phục vụ chúa. Chúa Hiền lúc đó nhân đọc sách quốc ngữ, đọc tới chuyện Ngô Vương là Ngô Phù Sai mất nước vì nàng Tây Thi, liền tỉnh ngộ. Lập tức sai Thị Thừa mang ngựa bào cho chưởng dinh Nguyễn Phúc Kiều giấu bức thư trong dải áo, nhằm sai Kiều dìm nước để giết Thị Thừa. Theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, từ đó chăm việc giảng võ, sửa sang khí giới, chiêu mộ người có đảm có sức, tập trận voi, luyện thủy quân, mua đồ tuyến lớn ra ngoài bờ cõi. Về chính sách điều hành đối ngoại, đối với Chăm Ba, năm 1651, quốc vương Chiêm Thành Bô Rơ mất, Bô Na Rúp lên làm quốc vương kế vị. Theo sử Chăm, Bô Na Rúp là em cùng mẹ khác cha của Bô Rơ. Năm 1653, vua nước Chiêm Thành là Bô Na Rúp sang quấy nhiễu ở đất Phú Yên. Chúa Hiền liền sai quan cai cơ là Hùng Lộc lãnh 3.000 quân sang đánh. Quân đến Phú Yên tiếp tục vượt đèo Hồ Dương núi Thạch Bi. Nhân lúc đêm tối đánh thẳng vào thành, phóng lửa đánh gấp, cả phá được. Bô Na Rúp trốn chạy. Bô Na Rúp sai con là Xác Bà Ân dâng thư xin hàng. Chúa Hiền thuận ý cho, lấy sông Phan Rang làm ranh giới. Vùng phía đông sông đến địa đầu Phú Yên, vùng Khâu Thara đặt làm hai phủ Thái Khang và Diên Ninh. Đặt dinh Thái Khang do Hùng Lộc trấn giữ. Phần phía tây sông, vùng Phoduraga vẫn thuộc về Chăm Ba và bắt giữ Lệ Cống. Sang năm 1654, trấn thủ dinh bố chính là Xuân Sơn vào tiếp quản dinh Thái Khang, nhằm kinh lý vùng đất mới chiếm được, tổ chức di dân bình ổn dinh Thái Khang, thu gom nguồn tài nguyên hương liệu nhằm khuếch trương cảng Hội An. Đối với Chân Lạp, bên cạnh Vương quốc Chiêm Thành, tình hình Vương quốc Chân Lạp bấy giờ cực kỳ rối ren. Chú cháu anh em tranh quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau, vị vua mới lên ngôi lại theo đạo Hồi, gây ra xung đột giữa các tầng lớp dân. Năm 1658, hai con còn sống sót của Vua Ao Thầy là An Xua và An Tân giấy binh lên chống lại vua Chân Lạp Ramathibadi I, nặc ông Chân, nhưng thất bại. Hai người này tìm kiếm lời khuyên của Thái hậu Ngọc Vạn, An Xua và An Tân đã cầu cứu chúa Phúc Tần. Chúa Hiền liền sai phó tướng dinh trấn biên Phú Yên là Nguyễn Phước Yến dẫn 3.000 quân đến thành Hưng Phước, bây giờ là Mỗi Suy, nay thuộc huyện Phúc An, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Phá được thành rồi tiến vào bắt Ramathibadi I, bỏ vào lòng sắt đem về giam ở Quảng Bình. Năm 1659, Ramathibadi I, vì chúa Hiền muốn ông gây ảnh hưởng lên người kế nhiệm, nhưng ông ta đã chết trên đường trở về vương quốc.
Nhờ sự can thiệp của người Việt mà An Xua được làm quốc vương, xưng là Baron Richie V, đóng tại Long Úc, Ao Đồng. An Nam Nặc Nộm làm phó vương đóng tại Sài Gòn. Đổi lại, các quốc vương chân lạp phải thần phục Đàn Trong và thực hiện triệu cống định kỳ. Vì sự phụ thuộc quá lớn vào chúa Nguyễn Đàn Trong, dẫn tới hệ quả người Việt tràn đến sinh sống và kiểm soát những vùng đất thuộc chân lạp. Tháng 12 năm 1672, quốc vương Baron Richie V bị Bô Tâm giết chết rồi cướp ngôi. Bô Tâm xưng là Chay Chettaba. An Tân, Nặc Nông Tân, chú của Chay Chettaba, chạy sang cầu cứu chúa Nguyễn, nhưng ngay sau đó, tháng 5 năm 1673, Chay Chettaba cũng bị giết trên giường ngủ bởi người Mã Lai thuộc phe của Ramathibadi I. An Tri, Nặc Ông Đài, con trai đầu lòng của Baron Richie V, lên ngôi sau đó, xưng là Kelpha II. Năm 1674, Nặc Ông Đài đã đi cầu viện Othaya, Thái Lan để đánh Nặc Ông Nộm, về chiếm được thành Sài Gòn. An Nam, Nặc Ông Nộm bỏ chạy sang cầu cứu Dinh Thái Khang, nay là Khánh Hòa, đồng thời ông Đài cho đắp thành lũy ở địa đầu Mỗi Suy, làm cầu phao và xích sắt đắp thành Nam Vang nhờ xin cứu viện để chống lại chúa Nguyễn. Chúa Hiền bèn sai cai cơ đạo Nha Trang là Nguyễn Dương Lâm cùng với Nguyễn Đình Phái làm tham mưu đem binh chia ra hai đạo sang đánh Nặc Ông Đài. Tháng 3 năm 1674, quân tiên phong của Nguyễn Diên đến trước đánh úp lũy Mỗi Suy rồi chiếm được lũy. Mấy ngày sau, quân Cao Miên các nơi hợp lại vây đánh rất dữ, nhưng Nguyễn Diên đóng giữ cửa lũy mà không ra đánh. Khi đại binh của Nguyễn Dương Lâm ập đến, Diên bèn cùng hợp sức ra đánh, quân Cao Miên tan vỡ, bị chết và thương rất nhiều. Sau đó, đại binh tiến đến Sài Gòn. Tháng 4 năm 1674, phá được Ba Lũy, Sài Gòn, Đất Trấn, Viên An, Gò Vấp và rồi tiến quân lên vây thành Nam Vang. Nặc Ông Đài phải bỏ thành chạy vào rừng, bị thuộc hạ giết chết. Nặc Ông Thu ra hàng. Nặc Ông Thu là chính dòng con trưởng, cho nên lại lập thành chính vương quốc đóng ở Long Úc, thành Vũng Luông để Nặc Ông Nộm làm đệ nhị quốc vương như cũ, đóng ở thành Sài Gòn, bắt hàng năm phải triều cống. Lại còn phong cho Nguyễn Dương Lâm làm trấn thủ Dinh Thái Khang, Khánh Hòa, lo việc phòng ngự ngoài biên. Chúa Nguyễn làm chủ tình thế cả vùng Đồng Nai. Năm 1679, có quan nhà Minh là tổng binh trấn thủ đất Long Môn, Quảng Tây, Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh Châu Cao, Châu Lôi và Châu Liêm thuộc Quảng Đông là Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền xin được vào kinh bằng hai cửa Tư Dung và Đà Nẵng, nay là cửa hàng thuộc Quảng Nam, dân sớ xin được làm dân mọn xứ Việt. Chúa Hiền thấy họ cùng quẩn mà chạy sang, lại bày tỏ lòng trung thực. Vả lại xứ Đông Phố, một tên khác của đất Gia Định xưa, của nước Cao Miên, đất đai màu mỡ có đến ngàn dặm, triều đình chưa rỗi để lo liệu. Chi bằng tận dụng sức lực của họ, giao cho họ khai hoang đất đai để ở. Nghĩ vậy, triều đình tổ chức khao đãi ân cần, chuẩn y cho giữ nguyên chức hàm, phong cho quan tước rồi lệnh cho tới nông trại Đồng Nai khai hoang đất đai. Mặt khác, triều đình còn hạ chỉ dụ cho quốc vương Cao Miên, Thủy Chân Lạp biết việc ấy để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn tướng Lâm Môn họ Dương đem binh thuyền tiến vào cửa Sòi Rạp, này gọi là Lôi Sạp, Sòi Rạp và cửa đại cửa tiểu thuộc trấn Định Tường. Dừng trú tại xứ Mỹ Tho là trấn lỵ của Định Tường. Bọn tướng các xứ Cao, Lôi, Liêm họ Trần thì đem binh thuyền tiến vào cửa Cần Giờ, rồi đồn trú tại xứ Bàn Lân thuộc Đồng Nai là lỵ sở trấn Biên Hòa, đất Lộc Đã, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa. Họ lo mở mang đất đai, lập thành phố chợ, giao thông buôn bán. Tàu thuyền người Hoa, người phương Tây, người Nhật, người Java, người gốc Java tụ tập tấp nập, phong hóa Trung Quốc dần dần lan ra thấm đượm cả vùng Đông Phố. Qua đời, ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão, 30 tháng 4 năm 1687, chúa Hiền không được khỏe, cho triệu con thứ là Nguyễn Phúc Thái đến bảo rằng: "Ta bình sinh ra vào gian hiểm giữ nhà giữ nước, còn nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi. Các quan văn võ đều do ta cất dùng để mưu mọi bề, đừng để bọn tiểu nhân len vào." Sau đó Nguyễn Phúc Tần triệu các quan đại thần tới và bảo rằng: "Ta với các khanh một chí hướng với nhau mà công việc mưu đồ chưa trọn,
nay con ta tuổi còn nhỏ, mong nhờ các khanh giúp đỡ cho công việc của tổ tông rõ ràng. Đừng quên lời ấy. Nói rồi ông qua đời, thọ 68 tuổi, lăng mộ tại làng Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Lăng được đặt tên là Trường Hưng Lăng, thuy hiệu của ông là Công Cao Đức Hậu, Dũng Triệt Vương. Vào đời Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, ông được tặng miếu hiệu là Ngụy Tổ, thụy hiệu cải thành Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh, Trang Chánh Thánh Đức Thần Công Hiếu Triết Vương. Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên có nhận xét về công nghiệp của chúa Nguyễn Phúc Tần: bấy giờ trong cõi vô sự, thóc lúa được mùa, chúa càng sửa sang chính trị, không xây đài tạ, không gần con hát gái đẹp, bớt nhẹ giao dịch thuế má, chăm họ vui vẻ, đều khen là đời thái bình. Con ông là Nguyễn Phúc Thái lên kế nghiệp, tức chúa Nghĩa.